Dạ, xin mến chào cô chú anh chị đến với kênh là Bonsai Mini TNCT. Thì như trên màn hình cô chú mình đang thấy đây là bên vườn con đang giao lưu những cây linh sam 86 mà dạng mini cắt lùng và phơm tàn. Thì nói chung là nuôi dưỡng cây đang phát triển ra rất là ok. Thì 86 này mục đích là cắt nhỏ nhỏ và lùng lùng trong lòng bàn tay như thế này, vì cho cô chú mình ghép tiêu cảnh làm bonsai mini đó. Thì hiện tại là vườn con đang vô chậu C5, cây đang phát triển rất là tốt luôn. Và những cây linh sam 86 này bên vườn con đang giao lưu với giá là 24.000 một cây. Thì cô chú mình ưng thì liên hệ vườn con nha. Số điện thoại thì con để trên tiêu đề. Đó, 24.000 một cây linh sam 86 nha cô chú anh chị. Rồi ngoài linh sam 86 ra thì con còn linh sam hồng phấn. Linh sam hồng phấn này cũng chiết nhánh ra và được cắt lùng lùng lại, thì cây đang phát triển thì cây cao lên nè. Phát triển là rất là tốt. Thì hồng phấn này bên vườn con đang giao lưu với giá là 29.000 một cây. 29. 27.000, 27.000, con lộn nha, 27.000 một cây linh sam hồng phấn. Đó. Linh sam hồng phấn giá 27.000 nha. Hồi nãy con nói lộn. Nói cô chú mình thấy ưng thì liên hệ vườn con ha. Đó, cây đang phát triển rất là tươi tốt như thế này. Đó. 27.000 một cây. Về cô chú mình uốn éo bonsai mini để bàn nha. Ở đây còn có một cái cây khế. Cây khế này là nó nối liền được một với một cái cọng rễ này nha cô chú anh chị. Nó liền với cái cọng rễ này, với cái cọng rễ này. Thì cô chú mình có muốn muốn tách nó ra để làm hai cây á, thì cô chú mình cũng có thể tách luôn nha. Cây khế này vườn con giao lưu giá 170.000. Đó. Hai cây mini. Cái cọng rễ này ra mình cắt ở đây được cây nữa nè, là ba cây ha. 170.000 cho cây khế này nha. Còn hoàng dương thì bên con đang giao lưu với giá là 160.000 một cây. Hoàng dương loại thân gỗ lá kim. Loại này là nó rất là cực kỳ lâu lớn nha. Đó, anh khách này, cặp này là con giao lưu với anh khách rồi, ảnh kêu lựa cho ảnh là đế điều. Thì con lựa cây đế điều 24 giờ luôn nè. Đó. Ở đây có một cọng ở trên riêng, là một cọng ở dưới đây riêng nữa nha. Đó. Nói chung là đế điều 24 giờ. Này cũng đế điều nữa cô chú mình thấy ưng mấy cây hoàng dương này thì liên hệ vườn con nha. 160.000 một cây. Rồi, cảm ơn cô chú mình đã xem ạ. Ưng cái dạng nào thì liên hệ vườn con ha.